112.840.000 đồng cập nhật đến ngày 22 tháng 8 năm 2023. Giờ thì như thế này, số tiền này là một số tiền không phải nhỏ. Rất là nhiều người mơ ước cũng không có được. Dạ, buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Như vậy là ba ngày đã cầu nguyện cho bà cụ xong. Và ngày hôm nay thì Út Nhất cũng trở lại cuộc sống hàng nhật hàng ngày. Và việc gì đến thì cũng sẽ đến. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách tất cả các quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình Út Nhất cất nhà, trang trải trong cuộc sống, ủng hộ cho bà cụ xây lo cái phần hậu sự cho đám của bà cụ của cô bác quý anh chị. Và bây giờ thì trước khi mà công bố số tiền của mạnh thường quân đó, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị lên đây để cùng trao đổi, chia sẻ và hỏi thăm sức khỏe công cụ của Út Nhất vào thời điểm này như thế nào ha. Chào ông cụ. Dạ chào ông Nhất. Anh như là ông mới uống sữa gì nè. Sữa uống thời à. Chào bác nha. Dạ. Mới uống sữa không ha? Có uống vậy uống mới uống. Tối có uống không không? Chiều. Chiều uống hả? Dạ chiều uống nữa. Chiều với sáng. Chiều sáng. Cái này bị ăn cơm nhiều rồi uống. Uống thấy khỏe hơn không không? Khỏe, cũng khỏe rồi đúng rồi. Dạ. Hộp sữa này á, là một hộp không á, tiền Việt Nam là 800 ngàn. Ở Việt Nam á, một hộp là 800 ngàn. Cái gì Việt Nam mình hả? Dạ, gần 1 triệu bạc á, nó rất là mắc luôn á. Dạ. Nhưng mà nó được cái là... Uống ngon. Uống ngon. Uống ngon. Và đường ruột nó cũng chịu nữa. Ruột nó không có uống bình thường rồi, chứ không có... Không có bị giống như cái hộp sữa lon kia. Còn cái nữa mới uống rồi kia không biết quất cho ông trai cái trong bụng. Dạ. Nhưng mà con thấy bữa nay là ông da vẻ ông hồng hào lại rồi, mắt hết thông quần rồi. Cũng khỏe đúng. Dạ. Cặp mắt thấy đỡ thâm á. Hai ngày trước là con thấy con mắt của ông nó thâm quần lắm. Dạ cũng khỏe đó. Tiêm thuốc khỏe vô tối rồi thấy có ông bác tù dưỡng này vô tu chiều lắm. Dạ. Lại về hồi trước mấy năm trước á tôi có tiêm bù dưỡng mà. Dạ. Mỗi năm mỗi tiêm cách có 2 năm nay không e kém mà không có lên. Thấy nay ông cười lại hồng hào lại làm cho tụi con cũng vui lây. Dạ, chuyện gì qua thì mình cho nó qua để mình còn sinh sống trong cái giữ sức khỏe trong thời gian sắp tới nữa. Dạ. Thấy ông ngày sáng nay ông có đi ăn cháo nữa không? Có đi về mới ăn cơm rồi mới làm ly này uống. Nói không ai nói có ngôi nhà thì bây giờ đâu lo mưa gió gì nữa đâu. Sáng ở cuộc sống ở nông thôn nó bình yên lắm. Sáng ông cụ chỉ cần đạp trên một cái chiếc xe đạp cọc cạch đi ăn cháo, uống một ly trà nóng cùng với bạn bè. Như thế thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đối với một đời người đôi khi nó cũng đơn giản là chỉ việc là hưởng thụ cái cuộc sống hàng ngày thôi. Mà rất là nhiều người đôi khi muốn cũng không có được, đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Ở cái cuộc sống nông thôn này nó không có xô bồ lắm so với thành thị. Làm có nhiêu thì ăn nhiêu. Chỉ cần những người thân ở trong nhà mà đầm ấm với nhau là một điều gì đó nó gọi là hạnh phúc. Hôm nay con đến đây qua đây thăm ông. Quay Út Nhất. Cảm ơn. Thăm ông sức khỏe của ông như thế nào để cho cô bác quý anh chị biết. Rồi cũng như là công bố số tiền của quý mạnh thường quân á. Để cho ông cụ là sau này dưỡng già nữa. Dạ, thấy ông cụ dữ như vậy chắc là cô bác quý anh chị mà xem được đoạn clip này thì chắc cũng vui lây. Vì gần thì những cái hiện trên đôi mắt của ông á nó không còn những cái nét thâm quầng nữa. Mà nét thâm quầng có nghĩa là nhiều đêm thức khuya nè, rồi lo âu nè, nên thành nữ là sức khỏe nó đi xuống á. Cũng ba mắt coi như cũng dầu cho ông có nước mắt mình phải đứng cho con nghe khóc thì cũng đủ vậy thôi. Nước mắt thì chạy ngược vào lòng lớn thì đâu có, ông cụ cũng lớn tuổi lắm rồi nên nó đâu có khóc như là tuổi nhỏ được. Khóc ở trong tâm nó còn khổ gấp mấy lần là khóc mà khóc rơi nước mắt ra ngoài. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay là tín hiệu rất là đáng mừng và lạc quan nha. Ông cụ ngủ ngon không?
ngủ á, tìm thuốc dưỡng hôm này buồn ngủ à, ngủ ít thức giấc, như nó khỏe đó mình được ngủ cũng ngon. Thôi con chúc ông cụ sức khỏe để con qua trò chuyện với ông Nhất tí. Dạ, thầy cảm ơn. Dạ, chúc có sức khỏe. Rồi chào ông Nhất ha. Rồi cảm ơn. Chào ông Nhất. Xin chào ông Nốt. Cảm ơn ông. Dạ. Tình hình sức khỏe như thế nào anh? Ông Nhất hôm nay 2-3 ngày nay thấy nó khỏe rất nhiều rồi. Dạ. Nó như nó không còn mệt đó. Dạ. Nó không còn gầu lo nữa rồi cái nó ráng ngủ vô cho nó khỏe. Dạ. Thì cũng trải qua 3 đêm cầu lễ cho bác gái thôi. Thì sắp tới thì sẽ giảm bớt cái phần nào lo lắng mà cũng là cầu lại. Người da ở không có thời gian ngủ được đó. Dạ. Còn mấy bữa trước thì không có thời gian ngủ đó. Dạ. Cái nó kiệt sức. Dạ. Hồi tối nay cầu lễ là đêm cuối rồi ha Đức. Cầu lễ đêm cuối rồi. Thật ra thì em có xem anh Úc Trần Tháp phát trực tiếp đêm cầu lễ đêm cuối. Thật ra thì hôm qua em có việc ở An Giang, em chạy về An Giang thì hôm nay mới qua trước là hỏi sức khỏe của anh. Và vừa qua thì anh cũng rất là cực và phải lo cho những cái cầu lễ cho mẹ đủ mấy ngày anh? Cầu lễ cho mẹ 3 đêm. 3 đêm. Dạ, thì hôm qua là đêm cuối rồi ha. Rồi dần dần thì bắt đầu là anh Út từ từ sẽ khỏe lại để mình sẽ tiếp tục với cái công việc mỗi ngày ha. Rồi sau này thì tính có thay đổi cái công việc gì trong cuộc sống không anh? Út cũng khỏe đó cưng. Út cũng đi làm. Dạ. Út cũng khỏe trong mình đang đi làm với anh em của người ta. Cũng đi hay hết. Hay hết nhiều hành đấy. Út cũng hoạt động bình thường là từ đầu. Dạ. Bung lụa ra hả gì? Bung lụa ra đi làm mà chứ không còn. Giờ không còn nấp trong nhà nữa. Giờ đi ra Naga đồng làm. Mấy bữa gài của cũng trong cho khỏe đăng ký mình đi làm chung với anh em ta, người ta cũng điện hoài. Hỏi sao tới giờ cũng không đi làm nữa. Một chứ còn mệt yếu quá thì ra ngoài làm mà được mà sợ mình làm thua người ta. Em có tìm hiểu ở mấy anh mấy chị á, những người làm chung giúp nhất á, nói một ngày nào mà không có Út Nhất đi làm là mấy anh mấy chị buồn lắm. Đúng rồi, điện hoài hỏi sao biết tới giờ chưa đi hoài mà cứ nó gán vài bữa đi. Dạ, còn cầu lễ cho mẹ 3 đêm rồi dưỡng bồi dưỡng sức khỏe lại ổn định mới đi làm được. Rồi ra ngoài nhổ bằng đi bằng hôm cái nó mệt. Mệt rồi sợ nó mệt lợ nữa. Đúng rồi. Bây giờ sức khỏe thì ổn định rồi. Cuộc sống phải trở về, mình phải làm lao động để mình sinh sống trong cái thời gian sắp tới. Đúng rồi. Thấy hôm nay là thấy Út Nhất là cũng có chuyển biến nhiều. Thứ nhất là da mặt thì có vẻ như là hồng hào hơn. Thứ hai là về cái trạng thái tinh thần hình như là nó lạc quan hơn tí xíu để mà cố gắng còn lo cho ba của mình. Ngày hôm nay thì chắc có lẽ là riêng tư một tí xíu về cái cuộc sống của Út Nhất. Út Nhất ơi, hiện nay là Út Nhất còn giữ được bao nhiêu tiền? Út Nhất còn trong hiện giờ trong mình Út Nhất còn 20 cưng. Gửi tiền cho mồ mả xây cho mẹ chưa? Chưa cưng, cũng như là Út Nhất để đặng coi cái bao nhiêu đó. Đặng Út Nhất trả cho người ta, Út Nhất thông báo với cưng. Là hôm trước là gửi tiền hòm là riêng rồi. Rồi xong rồi. Gần, em gửi là 8 triệu mấy nữa. Rồi cũng như là gần 9 triệu đi. Út Đồng Tháp gần mười mấy triệu là còn được 20, đúng không? Đúng rồi đó cưng. Thì gửi tiền chắc tiền xây mồ mả thì nó cũng không có bao nhiêu, chắc cũng khoảng chừng 10 triệu trở lại thôi. Đúng rồi, đúng rồi đó cưng. Dạ, thì như cũng đã nói và hôm nay thì là một cái ngày mà đối với em Hổng Gà em cũng tổng kết số tiền của Quý Mạnh Thường Quân. Thì chắc có lẽ là em sẽ công bố cái danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ của gia đình của Út Nhất đến thời điểm này. Những cái khoản ủng hộ như là xây nhà nè, mua nhu yếu phẩm nè, hòm gương cho mẹ nè, hỗ trợ các anh thợ nè, và những cái vật dụng khác thì Bùi Hồ sẽ tổng hợp hết ở trên đây. Có cả những phần đã chi, những phần chưa chi và phần còn lại. Thì bây giờ chắc có lẽ là nhờ Út Nhất nghe Bùi Hồ cũng như là để mà công bố số tiền của Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ nha. Bùi Hồ cũng đã hôm nay thì thống kê lại cái phần máy tính á. Thứ nhất là vợ chồng Út 10
Canada gửi 100 Canada tương ứng với 1.772.000 đồng. Vợ chồng anh Bình ở Canada là 100 Canada là 1.172.000 đồng. Em Susa ở Mỹ là 2.000.000 đồng. Chị Ngân Ngô là 1.000.000. Chị Ngân Ngô ở Mỹ là 1.500.000 đồng. Chị Vi là 1.000.000 đồng. Dì Liên 100.000 đồng. Em Nai 100.000 đồng. Chị Yến Jenny ở Úc là 6.000.000 đồng. Chị Hạnh ở Đồng Xoài Bình Phước là 1.000.000 đồng. Chị Thu Nguyễn ở Mỹ là 1.000 USD tương ứng với 23.607.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Hiền ở Vĩnh Long là 500.000 đồng. 12 là bạn Julissa ở Mỹ là 200 USD tương ứng với 4.702.000 đồng. Anh Charlie Nguyễn ở Mỹ là 2.350.000 đồng. Chị Thúy ở Na Uy là 3.000.000 đồng. Chị Chi ở Mỹ là 2.000 USD tương ứng với lại là 47.000.000 đồng. Cô Vân ở Long Biên Hà Nội là 1.000.000 đồng. 17 là chị Jenny Nguyễn ở Úc ủng hộ lần 2 là 5.500.000 đồng, trong đó là 5.000.000 xây nhà, 200.000 đồng cho ông Tú và 300.000 đồng để mua đồ. Là cộng luôn cái này là chưa gửi cho ông Tú nha cô bác anh chị. 18 là chị Thu Hà ở Hóc Môn là 500.000 đồng dùng để mua gạo và các nhu yếu phẩm. Chị Mai Phương ở Cần Thơ là 500.000 đồng. Cô Thanh ở Sài Gòn là 1.000.000 đồng. Em Linh ở Cam Ranh Khánh Hòa là 500.000 đồng. Chị Ngân Ngô ở Mỹ ủng hộ lần 2 là 2.100.000 USD tương ứng 2.350.000 đồng. Chị Ngọc ở Sài Gòn là 500.000 đồng. Bạn Nga ở Nam Định là 300.000 đồng. Chị Mai Phương ở Long An là 300.000 đồng. Bạn Mai ở Nam Định là 500.000 đồng. Hứa Lợi và Ngọc Hoàng ở Sài Gòn là 2.000.000 đồng. Chị Châu ở Sài Gòn là 1.000.000 đồng. 29 là chị Phương Nguyễn là 500 USD tương ứng với 11.750.000 đồng để mua xe. Cô Vân ở Mỹ là 300 USD tương ứng với lại 7.050.000 đồng dùng để mua giường, mua tủ, mua nệm, tất cả các vật dụng. Chị Lưu Mỹ Hoa ở New York, Mỹ là 200 USD tương ứng với 4.700.000 đồng. Chị Ly ở Cần Thơ là 1.000.000 đồng. Chị Nga ở Tây Ninh là 500.000 đồng. Anh Khánh ở Phú Nhuận, Sài Gòn là 500.000 đồng. Anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ là 10.000.000 đồng. Cô Na Thị Quý ở Pleiku, Gia Lai là 300.000 đồng. Bạn Lê Hiền Phú Thọ là 300.000 đồng. Chị Jenny Nguyễn tiếp tục ủng hộ lần 3 là 3.000.000 đồng. Chị Mai Trần ở Mỹ là 2.350.000 đồng tương ứng với 100 USD. Võ Thanh Nhàn là 500.000 đồng. 41 là chị Linh ở Bến Tre là 500.000 đồng. 42 bạn Hoàng Mỹ Phan Găng Ninh Thuận là 500.000 đồng. 43 là bạn Anh Nhi Đỗ là từ chị Ngân Ngô là gửi 1.000.000 đồng. 44 là chị Bội ở Úc là 5.000.000 đồng. Một bạn ở Viber ẩn danh là 500.000 đồng. Chị giấu tên là ở Zalo là 200.000 đồng. Bé Lộc ở Kiên Giang là 1.000.000 đồng. Đặng Thị Như Mai là 1.000.000 đồng. Chị Thiên Hương ở Úc là 2.041.000 đồng. Cô Nga Nguyễn ở Mỹ là 200 USD tương ứng 4.750.000 đồng. Một chị giấu tên là 100.000 đồng. Anh hay chị gì Bùi Hồ cũng vì không có nói nên Bùi Hồ cũng không có biết. Anh Dũng ở Mỹ là 100 USD 2.350.000 đồng. Nguyễn Châu 50 USD 1.175.000 đồng. Chị Dung Hòa ở Thủ Đức là 1.000.000 đồng. Chị Quanh ở Đài Loan ủng hộ nhà vệ sinh là 26.000.000 đồng. Sáu cháu của chị Kim ở Úc là 3.184.000 đồng gồm mua nhu yếu phẩm, có nhắn game, nhưng mà do thời gian á các nhà lô bô quá nên mình không có mua nhu yếu phẩm được. Tổng cộng số tiền ủng hộ là 204.553.000 đồng, 204.553.600 đồng, cộng thêm cái phần của anh Lê Quang Nhiêu ủng hộ để đưa anh Cường đi bệnh viện là 15.000.000 đồng cho 3 tháng. Là 204.000.000 này là riêng nha cô bác của anh chị, dùng để cắt nhà và các khoản còn lại. Phần này là phần chuyển cho anh Lê Nguyên Nhiêu, chuyển sau để ủng hộ cho anh Cường. Trong khi đó còn thêm là chị Jenny Nguyễn ở Úc ủng hộ 1.000.000 đồng gần để mua cà phê, Bùi Hồ có được gửi cho ông Nhất mua các anh thợ. Chị Jenny Nguyễn tiếp tục ủng hộ 2 kg khô sặc và 1.000.000 đồng để liên hoan. Một chị giấu tên ở Đài Loan là Đồng Hương Úc Nhất ở Tân Mỹ Thanh Bình Đồng Tháp là 1.000.000 đồng. Chị Thiên Hương ở Úc là ủng hộ là gửi 3.030.000 đồng
chi là 1 triệu đồng, còn lại của chị tồn lại là 2.030.000 đồng. Chị Hà ở Ba Vì Hà Nội ủng hộ 4 triệu đồng, gồm có 2 triệu cho các anh thợ và 2 triệu cho các cô hái ớt. Úng Nhất nhớ không? Nhớ rồi. Đó, và tiếp tục danh sách ủng hộ mai táng cho bà cụ, đó là bạn Hà và bạn Ngân ở Sài Gòn là 1 triệu đồng. Chị Jenny Nguyễn ở Úc là 5 triệu đồng hòm gương cho mẹ đó. Chị Trinh ở Mỹ là 2.340.000 đồng. Anh Vũ ở Đắk Lắk là 100.000 đồng. Chị Huỳnh ở Nha Khoa Sài Gòn là 1 triệu đồng. Chị Annie ở Úc là 1 triệu đồng. Chị Dấu Tên ở Sài Gòn là 1 triệu đồng. Chị My ở Mỹ là 1 triệu đồng. Chị Quế Đỗ ở Mỹ là 2.500.000 đồng. Tổng cộng số tiền là ủng hộ về mai táng cho bà cụ là 13.940.000 đồng. Úc gửi lần trước là 5 triệu đồng để hòm gương. Còn lại là gửi luôn cái phần tổng còn lại á, là 13.940.000 đồng đã gửi cho hôm trước, cho Úc Nhất ở clip trước. Một chị Dấu Tên ở Hà, một cô Dấu Tên ở Hà Nội mới giờ gửi sáng nay 2 triệu đồng mới gửi. Vậy thì tổng cộng cái số tiền của Úc Nhất là 204.553.600 đồng. Ở đây hình như là Bùi Hồ nó đúng rồi, 204.553.600 đồng. Đây là tổng Mạnh Thường Quân hỗ trợ, trừ đi cho tiền gồm có chi anh Vũ thợ sắt là 49.500.000 đồng, anh Hợp thợ hồ là 47.850.000 đồng, tủ thờ là 5.600.000 đồng, chi 3.100.000 đồng, còn lại là kênh Úc Đồng Tháp hỗ trợ, tủ lạnh là 6.390.000 đồng, mẹ bệnh ứng ở bệnh viện là 5 triệu đồng, sau đó gửi cho cha 1 triệu đồng về thăm cha. Tổng cộng số tiền chi ra là 112.840.000 đồng cập nhật đến ngày 22 tháng 8 năm 2023. Vậy thì đây là số phần tiền còn lại là 204.553.600 đồng chi ra 112.840.000 thì còn lại là 91.713.600 đồng. Sau đó nhận thêm 2 triệu đồng sáng nay từ một cô ở Hà Nội thì tổng cộng số tiền còn lại là 93.713.600 đồng, một số tiền cực khủng. Vậy thì tính tổng cái số tiền của Úc Nhất á, 204 triệu này cộng thêm tiền của anh Nhiêu là 15 triệu nữa, và tổng tất cả cái tiền kia này ước chừng á thì là khoảng 230-240 triệu. Thì mình sẽ tính tổng những cái khoản nào Bùi Hồ chia ra cho nó rõ ràng đó cô bác quý anh chị. Thì Úc Nhất hiện nay cái số tiền cập nhật đến thời điểm hiện tại là còn lại là 93.713.600 đồng. Sau khi cất nhà xong thì Úc Nhất và 15 triệu tiền để hỗ trợ anh Cường và những khoản kia thì Bùi Hồ đã chi hết rồi. Thì thấy số tiền vậy sao? Làm bao giờ mới xong mới có được? Biết chừng nào mới được nhiêu đó. Tôi cứ nghĩ dễ gì không có được. Cứ nghĩ rằng người mặt ngày nào sống ngày nấy đó thôi. Tôi cũng không có nghĩ tới chuyện đó. Một số tiền anh một đồng như là Úc Đồng Tháp thì sao? Một số tiền chắc là khủng. So với mình á, còn với những người khác thì mình không biết nói như thế nào ha. Còn về mình á thì số tiền quá lớn. Số tiền đó đi hái ớt làm cỏ bao nhiêu ngày không nhất? Không có biết bao nhiêu ngày nào nói. Chắc 10 năm quá. Với em gửi Úc Nhất là sắm đồ đặt trước sau cũng 3 mấy triệu mà. Đúng rồi đó. Như vậy là số tiền đã chi và số tiền còn lại đã công bố rồi. Bây giờ cái việc tiếp theo mình cần phải làm, mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Có một chị mới Mai Trần mới điện là mua, có gửi là 100 đô đó, tính gửi mua đồ bizima cho ông cụ. Rồi bây giờ thì như thế này, số tiền này là một số tiền không phải nhỏ, rất là nhiều người mơ ước cũng không có được. Nên là nữ là đến cái thời điểm này thì phải nói là Bùi Hồ cũng bỡ ngỡ, phải nói là bất ngờ khi thống kê lại số tiền mà nó cực khủng như vậy. Và chắc có lẽ là ngôi nhà của này là cố nhất cũng đã xây, cũng đã xong. Những việc còn lại như là ngày mai sẽ đi mua xe gắn máy cho ông Nhất. Chị Phương cũng có gửi 500 đô đó, thì mình liệu định số tiền mình mua. Tiếp theo, cái thứ hai là làm sổ tiết kiệm cho ông Nhất và mua một số đồ vật dụng. Thì bây giờ còn tiền đó đúng không? Thì mình sẽ làm sổ tiết kiệm. Và sổ tiết kiệm này thông báo với cô bác quý anh chị á, Úc Nhất thì sống chỉ ở nhà với ông cụ của ông mình, nên thành nữ là Bùi Hồ sẽ, Úc Nhất là không biết chữ nữa, không biết chữ, không biết đi ngân hàng, nên Bùi Hồ sẽ cùng với Úc Nhất đứng tên trên cái sổ tiết kiệm này dùm Úc Nhất. Và mỗi lần Úc Nhất cần cái việc gì quan trọng đó rút ra
thì Bùi Hồ sẽ quay đoạn clip đó lên cho cô bác quý anh chị biết được. Và với số tiền này phải nói là cả đời người thì rất không nhiều người làm có được, phải nói ở cuộc sống nông thôn phải nói là như vậy. Thì những việc cần làm là ngày mai là đi mua xe, còn dư ngày mốt đi làm sổ tiết kiệm, Bùi Hồ và ông Nhất cùng đứng tên, để khi mà ông cụ á có trăm tuổi già có lo gì thì mình sẽ xức cái số tiền đó mình lo cho ông cụ. Đúng, hoặc là Út Nhất cần cái gì xức ra Bùi Hồ sẽ quay lên. Út Nhất có đồng ý không? Rồi, đồng ý. Ở đây là Bùi Hồ không có ép Út Nhất. À đúng rồi, không, Út Nhất cũng đồng ý là y gan như vậy đó cơ. Dạ. Tại vì cũng như là Út Nhất như đi làm được đó cơ. Ừ. Cái đó thì để tới sau này thì như cha không còn già đó cơ. Như tới lui này kia thì được. Còn Út Nhất thì như là cái đi màn ăn thì đủ rồi đó cơ. Ừ. Vậy là đồng ý ha? Đồng ý, Út Nhất đồng ý cái đó. Vừa có nhà, vừa có sổ tiết kiệm. À đúng rồi. Vừa có xe. Bao nhiêu đó là đắp bù đắp cho ông Nhất những ngày mà ông Nhất có hiếu lo cho mẹ cho ba của mình. Thì ông Nhất có muốn nói lời nào với quý mạnh thường quân không? Ông Nhất cũng cảm ơn như mấy chị mấy anh mấy cô đó, mấy chú với mạnh thường quân với trong nước ngoài nước đó, cũng như lo cho gia đình của ông Nhất với ba mẹ này kia đó, cho ông các này kia mấy chị cũng ủng hộ hết mình. Ông Nhất cũng cảm ơn rất là nhiều. Có nghĩ rằng được số tiền khủng khủng lồ gì không? Không, Út Nhất không có nghĩ như vậy. Út Nhất nghĩ rằng là cũng như là chắc như đủ cái nhà mẹ con ở là đủ rồi. Út Nhất nghĩ là gì sao chứ Út Nhất không có nghĩ là dư. Và thông tin lại một lần nữa thì Bùi Hồ cũng có thông tin với cô bác của anh chị là sẽ cùng với Út Nhất đi làm sổ tiết kiệm. Và Bùi Hồ sẽ trực tiếp cùng Út Nhất đứng tên trên cái sổ tiết kiệm đó. Út Nhất cần gì nói Bùi Hồ rút ra để làm cái gì đó thì Bùi Hồ sẽ quay phim rút ra để cho công bố cho cô bác của anh chị biết. Chứ ở đây thì Út Nhất á, một á là không biết chữ, hai là không biết sổ tiết kiệm sử dụng như thế nào, rồi rút tiền như thế nào cũng đâu có biết đâu. Đúng, nên hỗ trợ cho Út Nhất ha. Biết mình đó thôi. Dạ. Đúng rồi. Út Nhất hồi đó giờ cũng không có tài khoản ngân hàng, không có biết không gì. Không có cái gì thì Út Nhất không có biết ba cái vụ đó. Chỉ biết mấy cái cộng hành đúng rồi sao rồi. Út Nhất thì chị đã biết. Út biết như đi bằng mướn, bẻ ớt này kia cái gì cũng Út Nhất cũng rành, nên có mấy cái đó hồi đó giờ không có gia chạm nữa cơ. Rồi không có biết ba cái đó là cái gì. Không biết ba đó là gì. Lại ngày mai á anh thì có thể là mua bảo hiểm y tế chưa? Đúng rồi, ngày mai là mua bảo hiểm y tế luôn. Đúng rồi, sau đó là mua đồ cho ông cụ, mua một số nhu yếu phẩm để trong nhà. Có nghĩa thấy là mình để 10 triệu kia là mình trích ra mình đi mua hết luôn. Còn còn này bao nhiêu, mua xe bao nhiêu, còn bao nhiêu gỡ vô hết để cho mình xài. Được ha? Được rồi đó. Cái đó là giữ cái chịu đó. Yeah. Đưa cái đó là cần giữ đi. Rất là nhiều cô bác anh chị khi mà Bùi Hồ công bố như thế này là nói Út Nhất là làm cả đời chưa được cái số tiền này luôn á. Đúng mà cả đời cũng chứ không có được, tại vì mình ước chừng thử 1.400 thì một tháng 1.500 tháng 4.500.000 mà một năm thì ra có 40+ triệu đúng không? Mà ngày nào là xài hết ngày đó hết ngày nấy rồi. Đâu nó đâu có dư cái số đó được đâu mà mình tính vô. Bây giờ nhẹ lòng rồi, giữ cái số tiền là chưa công bố, mà không công bố thì không phải là không công bố mà công bố chậm thì nó cũng hơi sợ cô bác quý anh chị phiền lòng. Tuy nhiên nhà cứ dồn dập hết chuyện này tới chuyện kia đâu có công bố được, đúng không anh Đông? Rồi hôm nay công bố rồi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chưa em? Nhẹ nhõm lắm rồi. Nói chung là gọi là nghề làm YouTube mà làm dâu trăm họ mà làm một con người thì phải nó có sự sơ sót ở trong đó. Anh em thì đôi khi là lời ăn tiếng nói nó chưa được chỉnh chu, chưa được trao chuốt, và thậm chí những việc làm của anh em nó có sự sơ sót, mặc dù là nó rất là sơ đẳng. Nên là nữ là cũng mong á, là cô bác quý anh chị mà có xem được những video clip của anh em thì thông cảm bỏ qua những cái sơ sót của anh em, và các anh em cũng sẽ cố gắng hoàn thành và cố gắng hoàn thiện bản thân mình thêm một tí xíu so với ngày trước đó. Thì còn bây giờ thì chắc có lẽ là cũng cho Út Nhất để đem cơm cho anh Cường, hay là lo những cho ông cụ và dọn dẹp những cái ngày hôm qua đó, tiếp khách đó. Thì một lần nữa Bùi Hồ xin gửi lời chân thành tha thiết cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã ủng hộ những cái số tiền hiện kim. Mặc dù có những cô bác anh chị cũng ủng hộ số tiền rất nhiều nhưng hoặc là nhỏ gì thì tất cả đều là một cái tấm lòng tùy vào khả năng để mà ủng hộ, và điển hình là cho Nhất vượt qua đến thời điểm như thế này.
Còn bây giờ thì chắc có lẽ là ba anh em sẽ chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị ở video clip sau để đi mua xe và làm sổ tiết kiệm cho Út Nhất, và các anh em sẽ công bố để cho cô bác quý anh chị biết thêm. Nếu như mà có ý kiến gì hay hơn thì cô bác quý anh chị có thể để lại một cái phần bình luận để cho các anh em có một cái nào đó hướng nó mở hơn tí xíu. Còn trong khả năng hạn chế thì các anh em bây giờ chỉ tính được như vậy thôi và hỗ trợ cho Út Nhất đến thời điểm như vậy. Xin chào, bye bye. Bye bye.